Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 16 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ du khách vận chuyển hành lý bị mắc kẹt do ảnh hưởng của trận mưa lũ. Trong lúc làm nhiệm vụ, có 3 công dân của xã Thượng Phùng huyện Mèo Vạc cố đi qua suối chảy xiết đã bị cuốn trôi. Ngay lúc đó, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mèo Vạc và các đồng đội đã phát hiện chạy ra ứng cứu kịp thời khỏi dòng nước chảy xiết. Hai người được ứng cứu là vợ chồng anh Sùng Mỹ Dính và chị Vừa Thị Thò, chú tại thôn Lũng Trư, xã Thượng Phùng. Được biết hai vợ chồng anh Dính cùng người con trai vừa đi làm thuê trở về nhà. Khi trên đường vào nhà thì gặp rủi ro. Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cho biết thêm, thời điểm này mực nước không quá sâu nhưng chảy xiết, khó đứng vững. Khu vực này ngày thường là con suối cạn nhưng mưa lớn khiến dòng nước trở nên dữ dội hơn rất nhiều. Suốt 3 ngày qua, lực lượng công an huyện Mèo Vạc đang phải căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ trong đó các chiến sĩ cảnh sát giao thông tập trung cứu nạn người dân gặp sự cố đồng thời đảm bảo giao thông thông suốt hạn chế thấp nhất tình trạng người dân và du khách mắc kẹt hành động đẹp của các chiến sĩ công an huyện mèo phạc đã phát huy tinh thần dũng cảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thưa quý vị trước hành động đẹp dũng cảm của thượng úy nguyễn mạnh tường thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao và biểu dương khen ngợi hành động dũng cảm này bộ trưởng lương tam quang đã chỉ đạo công an tỉnh hà giang có các hình thức động viên khen thưởng xứng đáng đối với thượng úy nguyễn mạnh tường đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ cứu trợ giúp đỡ nhân dân qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân